đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chắc là hôm nay quý vị khán giả ngạc nhiên lắm vì chỉ có mình Minh Châu đứng ở đây thôi. Thật ra thì có đầu bếp Thanh Vũ nữa, nhưng mà anh Vũ đang ngồi bên kia kìa. Không biết là anh Vũ có cái chuyện gì mà mặt mày có vẻ căng thẳng lắm. Để chúng ta thử hỏi xem sao nhé. Em chào anh. À, chào Minh Châu. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Anh đang suy nghĩ một món ăn để đáp ứng được cái lời yêu cầu của một khán giả ở quận 2, đó là chị Oanh. Chị là một người nội trợ trẻ thì chị yêu cầu. Hay để anh mở cho em nghe nha. Dạ đúng rồi, mở cho em nghe đi. Dạ. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi có một băn khoăn nhỏ muốn nhờ chương trình giúp đỡ. Đó là con gái tôi được 5 tuổi. Cháu thì rất thích ăn các món chiên xào nhiều dầu mỡ, nhưng mà lại rất là ghét ăn rau. Cũng may là cháu vẫn còn chịu ăn một số loại đậu. Cuối tuần này thì tôi cũng muốn làm một món ăn nào đó cho cháu, vừa có đậu và vừa có rau. Chương trình có thể giúp tôi một món nào vừa ngon vừa lạ, nhưng mà phải là khẩu vị với trẻ con để cháu nhà tôi chịu ăn. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều. Ôi, giọng chị thì nhẹ nhàng mà yêu cầu của chị thì nặng quá. Làm sao đây anh? Đúng rồi, thì thật sự ra hồi nãy anh suy nghĩ và anh cũng có ngay một cái lời giải cho bài toán tương đối là hóc búa của chị Oanh. Đúng rồi. Thế là một món ăn từ đậu nè, là phải có thêm rau nữa mà phù hợp cho khẩu vị các bé. Vậy thì đó là món gì vậy anh? Chúng ta hãy cùng vào bếp để nấu. Không, món này không nấu, chúng ta chỉ trộn thôi. Ồ, vậy thì rất là nhanh đúng không? Món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên là đậu trộn xà lách các bạn ạ. Để làm món đậu trộn xà lách thì chúng ta cần có 100g đậu bê tí bo, 100g đậu thận, khoảng 70g bắp hạt, 50g đậu trắng, vài lá xà lách, 2 quả trứng gà, tương cà, tương ớt, mật ong, nước cốt chanh và sốt mayonnaise Aji Mayo. Trước tiên thì chúng ta sẽ luộc đậu bê tí bo trước. Em bắt lên đây một cái nồi nước như vậy. Dạ, anh ơi, luộc đậu chắc là lâu lắm ha anh ha, em sợ nó lâu mềm á. À, đậu bê tí bo này thì rất là mau chín nha, mà có đậu thận và đậu trắng thì tôi sẽ dùng đậu đã luộc sẵn ở trong lon. Vì cái đậu này nếu mà mua tươi về mình luộc thì đúng như em nói rất là tốn thời gian. Đúng rồi. Một điều các bạn lưu ý là khi chúng ta luộc các loại rau cũng như đậu và chúng ta phải để nước cho thật sôi nha các bạn. Rồi chúng ta hãy cho đậu vào. Anh Vũ ơi, thường thì mình luộc đậu trong vòng bao lâu? Đậu này chúng ta luộc khoảng chừng 4 tới 5 phút là đậu chín rồi. Rồi, anh thấy được rồi đó. Dạ. Bây giờ anh sẽ vớt ra và anh cho ngay vào trong tô nước đá lạnh. Và bây giờ sẵn cái nồi nước sôi này, tôi sẽ cho đậu thận cũng như đậu trắng cũng phải nên trụng sơ qua trong nước nóng như vậy. Tại vì tôi muốn loại bỏ đi hết những cái nước ngâm ở trong đậu. Như vậy thì khi chúng ta trộn thì cái sốt trộn mới bám chặt vào trong từng hạt đậu. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ trụng sơ đậu qua nước sôi hoặc là nước nóng để loại bỏ đi nước ngâm đậu, giúp cho đậu dễ dàng thấm sốt hơn. Đậu sau khi chúng ta ngâm qua nước lạnh, chúng ta xả và để cho thật ráo. Thì bây giờ thì trước khi trộn thì chúng ta phải cần pha nước sốt để trộn. Trước tiên thì chúng ta cần 3 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo, cho vào đây khoảng 2 muỗng tương cà, khoảng nửa muỗng canh tương ớt thôi. Và một điều nữa đó là mật ong tạo cái vị ngọt nè, giúp cho các bé nghiền ăn hơn. Và đặc biệt mật ong này sẽ kích thích là hệ tiêu hóa, ăn sẽ mau tiêu hơn. Bây giờ chúng ta cho vào đây nửa muỗng canh mật ong thôi nha các bạn. Và quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta cho mật ong vào như vậy thì sẽ tạo cho món salad trộn có một cái vị ngọt rất là dễ chịu. Và chắc chắn là các bé sẽ cảm thấy thích hơn khi mà ăn món này. Và một nguyên liệu cuối cùng để cho món sốt trộn này, tức là chúng ta đã có sẵn vị ngọt rồi. Bây giờ chúng ta cho thêm một xíu vị chua, đó là nước cốt chanh. Chúng ta cho khoảng nửa muỗng canh nước cốt chanh là vừa các bạn ạ. Giúp anh khuấy đều lên đi. Dạ. Rồi, trong khi chờ Minh Châu khuấy sốt tan thì tôi sẽ chuẩn bị ra một cái dĩa để sau khi trộn xong chúng ta sẽ ra dĩa luôn. Rồi, đây. Làm thành như kiểu một cái tổ vậy không anh Vũ? Chính xác. Rồi bây giờ anh sẽ cho sốt vào ha. Trộn trước một ít xem như thế nào nha. Dạ. Đó. Cho vào đây bắp hạt. Chúng ta chừa lại một ít. Món ăn chúng ta đã hoàn tất rồi ha. Anh sẽ cho ra dĩa như vậy. Đây. Ôi, anh rưới vào đây một ít sốt thêm nữa để cho thấm cả xà lách của mình. Vài cái hạt bắp. Đây. Một cọng ngò rí trên cùng. Rồi anh sẽ cho một cái quả trứng này đã luộc chín như vậy và cắt mảnh lên. Đây, rồi ha.
món ăn chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn cho em một ít ở đây rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Em thử nha. Đáng lẽ cái này phải để cho chị Oanh ở quận 2 thử trước á. Mà thôi em thử đi rồi em chia sẻ cho chị Oanh cũng như quý vị khán giả biết. Em là ưu tiên nhất nhà. Chà, anh Vũ ơi, bây giờ em nói á, thì nó có lẽ nó hơi không công tâm một tí. Tại vì em đứng ở góc độ là người thích ăn rau à. Em rất là thích ăn rau. Nên khi mà em thưởng thức món ăn này á, thì em cảm nhận được ngay một cái sự thích thú vô cùng. Bởi vì rất là nhiều loại rau được kết hợp khéo léo với nhau. Bởi vì các loại đậu khi mà kết hợp với lại salad nè, rồi có bắp mỹ nè, với lại một cái loại sốt chua chua nhẹ nhẹ của nước cốt chanh nè, thơm thơm ngọt ngọt của mật ong nè, đã vậy còn có sốt manjana aji mayo nữa. Chính sự kết hợp này sẽ làm cho vị giác của chúng ta được kích thích và quý vị sẽ cảm thấy ngon miệng hơn, từ đó chúng ta có thể ăn được nhiều rau và đậu hơn. Quý vị hãy thường xuyên liên lạc với chương trình quý vị nhé. Viết thư cho chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số 083-823-7557. Đây chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Và bây giờ thì Món Ngon Mỗi Ngày còn có một kênh liên lạc nữa với quý vị khán giả, đó chính là trang web mongonmoingay.com. Nếu có thời gian quý vị nhớ ghé thăm quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Dạ, em cảm ơn Vũ rất nhiều và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.